Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 2, ngày kết thúc tháng 2 ha, kết thúc các phiên giao dịch trong tháng 2. Thì hôm nay Tùng cũng sẽ đem đến cho anh chị một cái clip để chúng ta có thể tổng kết một phần nào đó những cái giao dịch trong tháng 2 và chúng ta sẽ xem thị trường trong giai đoạn tới như thế nào. Anh chị đang theo dõi thấy hay mọi người nhớ like nhé. Và mọi người nhớ share ủng hộ thêm cho Tùng, mỗi người share một cái ha, Zalo, Facebook, TikTok gì đó, anh chị em có thể share được chỗ nào thì share giúp Tùng, ủng hộ cho thêm cho Tùng. Ngoài ra thì nếu mà anh chị thấy hay nữa thì có thể gửi một ly cà phê ủng hộ tinh thần nhé, theo số tài khoản ở trên màn hình. Anh chị nào mà chưa có sự đồng hành, chưa có sự tư vấn tốt trong khoảng thời gian đầu tư chứng khoán vừa qua thì mọi người cũng hãy liên hệ với Tùng theo số điện thoại trên màn hình. Mở tài khoản theo ID tại VPS là 8774 nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của clip ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là cái phiên ngày hôm nay ấy, là đóng một cây nến tháng. Thì chúng ta thấy là cây nến nếu mà tính theo giá đóng cửa thì chúng ta có cây nến tháng 12 là thấp nhất ở vùng giá là 1.000. Ở vùng giá 1.000. Sau đó thì cái cây nến trong tháng 1 thì tăng rất là tốt ha. Và đặc biệt là nó vượt qua cái cản giao găm 1.092. Nhưng mà sau đó thì một cây nến trong tháng 2 thì gần như là nó phủ định cây nến thứ nhất. Mặc dù là nó chưa bao trùm ha, nó chưa bao trùm. Tại vì cái đáy của nến thứ nhất đó là cái vùng 1.011. Nhưng mà cây nến tháng 2 thì chúng ta thấy đóng phiên ngày hôm nay ở cái mốc 1024.68, tức là nó không có phủ định cái nến thứ 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 tháng 1, cái nến liền trước đó, nhưng mà nó gần như là nó cho một cái nó không có bao trùm, nhưng mà nó đang cho một cái dấu hiệu là nó phủ định cái đà tăng của tháng 1 đấy. Thì lúc này chúng ta cần phải theo dõi thêm cây nến tháng 3 xem như thế nào. Nếu mà nến tháng 3 nó vượt trở lại trên cái mốc 1092 này thì khả năng là trong tháng 3 và tháng 4 thị trường nó sẽ đi lên được cái vùng 1.205 phía trên này. Đó, lúc này chúng ta vẫn đang có một cái khách sạn hút giá. Tuy nhiên đôi khi khách sạn nó sẽ về lưng chừng ha mọi người. Đó, khách sạn của Ichi thì có lúc thì nó đi đến tận cùng, có lúc thì nó chỉ đi về lưng chừng thôi. Nó đi về lưng chừng thôi. Và bắt đầu từ thực ra thì bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 4, tháng 4 thì tạm thời là nó sẽ không có khách sạn nữa. Tháng 4 thì nó không có khách sạn. Tháng 3 thì có khách sạn nhưng mà khách sạn nó cũng tương đối là yếu ớt. Khách sạn tháng 3 nó tương đối là yếu ha. Nó không có mạnh như tháng 1 và tháng 2. Đó. Vì vậy cho nên cái việc mà khả năng hút giá về trên khách sạn của chúng ta thì dĩ nhiên là vẫn có nhưng mà nó không, đôi khi nó sẽ không mạnh mẽ. Và đôi khi thì chúng ta thấy thị trường nó hồi từ cái vùng 878 mà nó hồi lên đến cái vùng 1.125, đó là một cái nỗ lực rất lớn rồi, đúng không? Chúng ta tính đi từ 900 mà lên đến 1.100 thì nó đã là 200 điểm rồi. Mà đây là từ 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 878 mà lên đến 1.125 là nó cũng đến 250 điểm rồi. Đó, 250 điểm là một cái khoảng thời gian ha, một cái quãng đường mà thị trường nó rất là cố gắng ha. Cho nên những cái cú điều chỉnh như tháng 2 này là điều hoàn toàn bình thường. Vậy thì cái rủi ro ở đây là thế nào? Cái rủi ro của chúng ta đầu tiên á, nếu mà trong tháng 3 mà nó xuất hiện một cái cây nến mà nó phá cái đáy theo giá đóng cửa của tháng tháng 12, đó là cái mốc 1.000 1.007 thì nó sẽ bắt đầu cho những cái tín hiệu nguy hiểm ha. Cho những tín hiệu nguy hiểm. Nếu mà nó phá cái mốc này thì gần như là nó có thể là nó sẽ tiếp tục rơi sâu về cái vùng mà hỗ trợ tiếp theo là 950, vùng hỗ trợ 950. Còn những cái kịch bản sâu hơn thì hôm qua mình có một cái clip nói về cái mô hình vai đầu vai thì có thể là nó sẽ còn rơi về đến cái vùng 800 đúng không? Đâu đó bên dưới này. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy chỉ cần là nó xuyên qua cái đáy của tháng 12 thì nó sẽ rơi vào cái vùng 950 ở đây. Đấy, trước mắt là như thế ha. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái rủi ro của thị trường lúc này là nó tương đối ha. Đặc biệt là cái cây nến này nó phủ định, gần như là nó mang tính chất phủ định
cái sự tăng giá mạnh mẽ trong tháng 1 rồi. Đó, một cây nến đỏ đặc ha. Thì thường chúng ta thấy những cái trường hợp cặp nến đảo chiều như vậy. Ví dụ như cái giai đoạn này chúng ta thấy một cây nến đỏ đặc thì sau đó xuất hiện hai cây nến nó phủ được cái đà giảm và nó đảo chiều tăng đúng không? Đó. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những trường hợp là sau một cái cây nến phủ định giống như cặp nến này thì nó phủ định nhưng mà trong những cái tháng sau thì nó vẫn cố gắng đi lên. Đó. Thì cái này thì không phải là luôn luôn đúng mọi người nhé. Không phải là luôn luôn đúng. Không phải là luôn luôn nó phủ định là nó sẽ rơi hoặc là không phải luôn luôn là nó phủ định xong rồi nó sẽ tăng tiếp như thế này. Đó. Nếu mà luôn luôn đúng thì chẳng cần phân tích làm gì. Cứ nhìn vào nến chúng ta đánh thôi đúng không? Đánh đấm cứ nhìn vào nến thôi. Đó. Nhưng mà vì vì nến nó không có tính chất tin cậy. Nến thì nó chỉ thường đúng là nó đúng trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, còn về xu hướng dài thì cái cặp nến nó không nói lên được ý nghĩa gì hết nha. Đó, ví dụ như giai đoạn trước đây nó cũng có một cặp nến này phủ định sau đó nó rơi thêm ba cây, đó là chuyện bình thường ha. Ok, thì đầu tiên chúng ta nói về cái chất nến rồi tháng, bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái khung ngắn hạn hơn. Thì trước tiên lúc này thì cái clip nội dung clip ngày hôm nay thì mình mang tính chất là mình muốn nói về ngắn hạn để cho mọi người xử lý. Cái dài hạn thì chúng ta đã nói vào cái clip liên quan đến mô hình vai đầu vai vào ngày hôm qua rồi ha. Đó. Thì cái việc ngắn hạn thì mình muốn nói là đầu tiên là chúng ta thấy Dow Jones. Đó. Dow Jones thì mặc dù cái xu hướng của nó là vẽ từ rất là lâu rồi, là xu hướng có thể là sẽ dần dần nó sẽ hướng về cái vùng hỗ trợ bên dưới 31.600 ở đây. 31.600 ở đây. Tuy nhiên trên quãng đường đi của Dow Jones thì có thể là nó sẽ có một cái nhịp hồi về cái vùng khách sạn trên này 33.300. Thì ngày hôm qua nó mới hồi nhẹ thôi. Thì mình dự đoán là tối nay và trong những phiên tới trong tuần này có thể là Dow Jones nó sẽ tiếp tục hồi. Nó sẽ tiếp tục hồi. Tuy nhiên sau khi hồi xong thì có thể là nó sẽ tiếp tục con đường đi là nó giảm xuống ha. Nó giảm xuống. Cái này thì cũng nói liên tiếp trong những phiên gần đây nói khá là nhiều lần, sau khi mà nó tích lũy không xong thì nó gãy thì nó chỉ có những cái cú hồi để nó test lại thôi anh em. Đây một cái đường cân giá của nó thì sau khi gãy thì có thể nó test lại xong rồi nó sẽ rơi tiếp ha. Đó là con đường đi của Dow Jones lúc này. Mình dự đoán là cái xác suất này nó xảy ra rất là cao. Thì quay trở lại đối với VN của chúng ta, VN thì nó cũng đã có một cái khoảng thời gian rơi rồi. Tuy nhiên khách sạn của VN thì nó là xuất hiện trễ trễ hơn Dow Jones. Dow Jones hiện tại nó đang có khách sạn bắt đầu từ đêm hôm qua, nhưng mà VN thì đâu đó là đến sau 3 phiên nữa, sau 3 phiên nữa mới bắt đầu có khách sạn. Đấy có nghĩa là phiên ngày hôm nay thứ ba thì đến thứ tư thứ năm thì sớm nhất là thứ sáu lực hồi nó mới bắt đầu rõ ràng hơn, và còn không thì bắt đầu từ thứ hai tuần sau khách sạn nó mới rõ ràng hơn. Cho nên cái kịch bản thị trường thì mình dự đoán là xác suất cao có khả năng là trong những phiên tới đây nó sẽ tiếp tục rơi về. Rơi về thì rơi về đâu? Rơi về cái vùng hỗ trợ, nó sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ đáy cũ 986 cho đến cái hỗ trợ cũ giao găm cũ, đó là khu vực 1.000. Đấy, tức là cái vùng hỗ trợ này nó sẽ phát huy tác dụng khi mà đồ thị của chúng ta rơi về bên dưới này, chỉ số nó rơi về đây, và trong tuần sau nó có khách sạn hút giá lên thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó có một cái nhịp hồi thì lên tối đa lúc đó có thể là lên đến vùng 1050 hoặc là có thể lên lưng chừng ở đâu đó khu vực 1035, 1040 chẳng hạn, cao nhất là 1050 đó. Thì chúng ta là dự đoán là trong tuần sau thị trường nó sẽ có hồi như vậy. Cho nên trong trường hợp mà phiên ngày mai nó tiếp tục rơi ấy, thì lúc đó là một cái cơ hội cho anh chị em tham gia vàng. Nếu mà ngày mai không rơi mà ngày thứ 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 ngày mai thứ tư, ngày thứ tư không rơi mà thứ năm rơi thì chúng ta có cơ hội mua được, hoặc là thứ sáu rơi chúng ta cũng mua được. Nhưng mà tóm lại ở đây cái mấu chốt là nó phải rơi về khu vực này từ 986 cho đến 1.000 nó mới là khu vực mua ha. Còn những cái khu vực trên này thì mọi người không nên mua. Lý do tại sao? Lý do thì mình cũng nói cho mọi người luôn.
Thứ nhất là không có sự hoảng loạn. Thường mọi người thấy những cái cú bắt đáy của tụi mình thì mình cho bắt ở những cái lúc mà thị trường hoảng loạn, đúng không? Ví dụ như những cái khu vực đáy 878 đó, hoặc là 934, lúc mà chỉ số hoảng loạn nó đang màu đỏ đó, hoặc là những cái khu vực gần đây nó cũng tương đối ha. Còn khu vực này thì nó đang ngóc lên, nó đang ngóc lên cho thấy cái một cái sự tự tin trở lại của nhà đầu tư. Một phần nào đó nhà đầu tư đang tự tin là thị trường nó sẽ tăng trở lại. Thì khi mà người ta tự tin như vậy thì chúng ta lại không mua, chúng ta phải mua khi hoảng loạn ha. Chúng ta phải nên mua khi hoảng loạn. Cho nên cái cơ hội mua trong tuần này là có chứ không phải không có. Tuy nhiên chúng ta phải chờ khi nào điều chỉnh mới mua. Rồi, cái lý do thứ hai là tại sao? Tại sao ngày hôm nay nó không có phá đáy ngày hôm qua? Vậy tại sao lại không mua được? Một số anh chị sẽ nói cái ý đó. Mọi người sẽ nói là thanh khoản ngày hôm nay thấp và nó lại tăng so với ngày hôm qua thì đó là dấu hiệu mà lực cung không còn nhiều và có thể tham gia được. Nhưng mà chúng ta mua vậy là chúng ta tự đặt cái rủi ro vào bản thân mình. Đó. Thường là thị trường nó phải rơi vào những cái cú hoảng loạn nó mới cho mua mọi người. Đó. Ví dụ như những cái cú như vậy gần đây nhất chúng ta cũng thấy rồi, giai đoạn này. Cái giai đoạn này thị trường cũng rơi này, đấy, rơi này, rơi 3 phiên liên tiếp này. Rơi 3 phiên liên tiếp sau đó nó tạo thành hai cây nến doji. Hai cây nến doji thì thậm chí nó còn giá nó còn cao hơn cái nến hôm trước, tức là nếu mà nhìn vào bảng điện thì chúng ta thấy nó là một cái màu xanh của thị trường, nhưng mà nhìn về nến thì nó vẫn màu đỏ ha. Đó, sau khi nó tạo hai cây nến doji thì nó có một cây rơi rất là mạnh, và cái thời điểm này là thời điểm chúng ta ra đòn, thời điểm này là thời điểm ra đòn ha. Mọi người thấy thì những cái lúc mà có nến doji thì trong quá khứ nó cũng tạo ra những hai cây mà thanh khoản rất thấp ở đây, thanh khoản nó rất là thấp, cho nên bây giờ vậy ha, thanh khoản hôm nay rất là thấp, thấp hơn phiên ngày hôm qua, và một cái nến doji giá thì tăng so với ngày hôm qua, nó không có nói lên được điều gì hết, không có phải là cơ hội chúng ta mua. Mua chúng ta phải chờ những cái phiên như thế này rơi mặt, hoặc là như giai đoạn là tháng 11 ha, có những cái phiên rơi mặt như thế này chúng ta mới mua. Chứ còn một phiên rơi mặt sau đó doji mà anh em nhảy mua mua doji thì có khi hàng về là lỗ ngay, không có lợi gì hết, mà mua xong thì nhiều khi nó còn rơi một vài cây nữa ha. Thì chúng ta sợ nhất là chúng ta mua ở trên cao, sau đó thì đến khi hàng về có lỗ chúng ta hoảng loạn cắt lỗ, cắt xong thì nó tạo đáy đi lên. Đấy, giai đoạn này ai mua phiên này thì đến phiên này sẽ bán cắt lỗ xong thì thị trường tạo đáy đi lên ha. Rồi, ok. Thì đó là cái lý do mà chúng ta ưu tiên là chờ mua ở bên dưới, ở phía trên không mua được ha. Đó là cái kịch bản mà tích cực nhất cho tất cả mọi người lúc này. Đó, đặc biệt là những ai mà là khách hàng của tôi cũng như là khách hàng của ITP thì mọi người đã bán ở những cái vùng đỉnh phía trên ha, hoặc là ai có tham gia gần đây thì vi phạm stop thì chúng ta xử lý khi mà cái mức lỗ nó không có cao ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ mua một cái cơ hội bên dưới này. Rồi, trong trường hợp một số anh chị hỏi là nếu nó không về mà nó đi lên thì sao? Nó đi lên thì chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội này luôn, chúng ta không thèm mua luôn mọi người. Mua mà để cho buổi tối cứ nằm ngủ, cứ mất ăn mất ngủ băn khoăn thì mua làm gì ha? Mua thì chúng ta ưu tiên mua làm sao mà để cho tâm trạng nó thoải mái nhất có thể thì chúng ta mua thôi. Còn mua mà cứ sợ là nó tăng lên xong rồi chúng ta lại mua đuổi xong rồi lại sợ là nó gãy, mua theo một cái dạng khá là bất an, mua vậy thì không nên mua ha. Cho nên tóm lại là nếu mà nó đi lên thì chúng ta không cần phải mua, và ai có hàng thì ưu tiên nó đi lên là bán. Đấy, ví dụ ngày mai nó mà đi lên được trên cái khu vực 1040 chẳng hạn thì chúng ta ưu tiên bán ra. Đặc biệt là nếu mà lên 1050 thì mình nghĩ là anh chị em nên bán phần lớn danh mục luôn, thậm chí là bán để giữ tiền luôn. Cái đó thì tùy anh chị quyết định ha, nhưng mà nó đi lên là cái khu vực mà chúng ta ưu tiên bán ra. Đấy, mọi người thấy thị trường nó có những cái lúc mà có cơ hội hồi thì chúng ta đã không chịu bán ở đây thì đến bây giờ chúng ta đang tiếc. Thì nếu mà cho nó có cơ hội đi lên thì chúng ta nên ưu tiên bán. Một cái điều nữa là
Nếu mà để thị trường mua trở lại được thì đến khi nào mà nó vượt qua được cái đường này đó, nó phải đi lên, sau đó thì nó phải tích lũy đi ngang thêm, sau đó thì nó phải vượt được cái đường trendline này để thoát khỏi cái cân downtrend ngắn hạn, thì lúc đó chúng ta mới mua ở cái thời điểm rất out lên phía trên này mới mua được ha, chứ không không có đi đâu mà vội mà vàng cả đấy. Và đặc biệt là về lúc này, tính từ cái khoảng thời gian từ cái ngày đầu năm mới đến giờ thì thị trường lúc này nó đang rơi vào một cái downtrend trong ngắn hạn anh em nhé. Đó, chúng ta có một cái đỉnh trước cao hơn đỉnh sau, đáy trước ở đây cao hơn đáy sau đúng không, nó đã phá đáy rồi, cái đáy 1038 nó đã phá rồi, cho nên lúc này từ cái thời điểm này trở về sau nó đang là một cái downtrend, thị trường nó đang là một cái downtrend. Cho nên chúng ta khi mà downtrend thì chúng ta đừng có mua đuổi, chúng ta phải ưu tiên chờ nó điều chỉnh về hỗ trợ chúng ta mua ha. Rồi, mình cũng nói đi nói lại nãy giờ rất là nhiều lần, nhắc lại rất là kỹ. Thì tóm lại cái nội dung clip ngày ngày hôm nay thì mình muốn nhấn mạnh với mọi người, nếu thị trường nó đi ngang thì kệ nó không mua, nếu thị trường nó xuất hiện một cái cây mà giảm thật là mạnh về cái vùng hỗ trợ 986 đến 1000, nó tương tự cái cây ngày 26 tháng 12 này, thì đó là thời điểm chúng ta vào mua được. Và mua ở cái nhịp đó nó cũng chỉ là một nhịp T cộng thôi, tuần sau hồi lên là bán chốt lời ở khu vực 1030 cho đến 1050, lên đến đâu thì chốt đến đó ha. Cái kịch bản thứ hai đó là nó đi ngang sau đó nó tăng nhẹ trong một vài phiên sắp tới, thì anh chị em nào có hàng thì chúng ta hạ thì chậm thôi, còn không có hàng thì chúng ta không tham gia mua làm gì đó. Giai đoạn này mà ngứa ngáy thì mọi người cứ liên hệ với Tùng để tham gia vào phái sinh ha, long sọt một phần nào đó, kiếm một ít cà phê trong ngày và cũng khuây khỏa. Những cái lần phái sinh của mình báo mọi người thì cũng khá là chắc ăn ha, khá là chắc tay, cho nên chúng ta có thể tham gia phái sinh khi mà cơ sở không có cơ hội. Dĩ nhiên là nếu mà về vùng này thì sẽ báo anh chị em mua cơ sở liền nhé. Ok, và mọi người nhớ giúp mình là bao giờ vậy, thị trường mà muốn mua được thì nó đi ngang xong nó sẽ gãy ha. Những cái lúc mà nó đi ngang xong nó rơi xong rồi nó cố gắng đi ngang thì thường những cái đó thì nó đều xuất hiện một cái cú giảm thật mạnh, sau đó nó mới tạo đáy đi lên được. Đấy, đi ngang xong rồi sau đó nó phải rơi một hai cây rồi nó mới tạo đáy đi lên được nha, chứ chúng ta đừng có kỳ vọng là những cái phiên này, hai phiên ngày hôm qua đến ngày hôm nay thị trường nó tạo đáy thành công rồi nhảy vô mua thôi, đừng có kỳ vọng như vậy mọi người nhé, nó rất là nguy hiểm ha, nó rất là rủi ro. Cái rủi ro lớn nhất thì mình nói rồi, rủi ro lớn nhất đó là chúng ta mua xong hàng về lỗ quá, chúng ta sợ quá, chúng ta cắt cắt xong rồi nó tạt đáy đi lên. Ok, cái clip ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc ở đây nhé. Một cái nội dung đơn giản nhưng mà cứ nhắc đi nhắc lại cho nên nó cũng tương đối dài, mà thực ra thì cũng muốn nói lại để cho mọi người nhớ thôi, tại vì một số anh chị thì mình thấy là nghe thoáng thoáng xong rồi mọi người không nắm được hết ý ấy, thì đôi khi mọi người lại hiểu sai ý. Rồi thì cảm ơn mọi người nhé, anh chị nhớ là thả tim, nhớ like và nhớ thả tim vào cái phần comment ở bên dưới mọi người nhé, mọi người nhớ comment. Anh chị chưa có một cái sự đồng hành tốt thì cứ liên hệ với Tùng theo số điện thoại trên màn hình ha, 0902 986 119, chúng ta sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với nhau. Và quan trọng nhất là như mình nói, giai đoạn sắp tới nó là rủi ro nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến cơ hội, chúng ta đừng nghĩ đến rủi ro. Cái việc rủi ro hay không thì mọi người cứ giao cho Tùng đó, chúng ta mua cổ phiếu nào, chúng ta bán cổ phiếu nào thì mình đã định liệu rủi ro trong đó hết cho mọi người rồi. Cái việc rủi ro mọi người cứ giao phó cho mình, mọi người hãy nhìn rủi ro đó là cơ hội. Tức là nếu mà giai đoạn sắp tới thị trường nó giảm rất là sâu, sâu nhất là về 800, hoặc là sâu nhì thì về cái vùng 900, 950, đó là những cái cơ hội rất tốt. Và mình đánh giá là trong vòng 3 đến 5 năm tới thì cái nhịp điều chỉnh này có thể là gần như là một cái nhịp điều chỉnh cuối cùng của thị trường, sau đó thì thị trường nó sẽ đi lên rất là mạnh trong 3 đến 5 năm tới ha. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại vào các clip sau cũng như là các video, các livestream kế tiếp ha.